Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục mình đi ra đồng, vô tình thấy hai chiếc máy cắt bị mắc lầy các bạn. Mắc lầy cái này phải cầu cứu lên chiếc cuve ha. Đây là một chiếc này, còn phía bên này là hai chiếc này. Hai chiếc mắc lầy cái này quá là kinh khủng nặng ha. Đây, còn đây là cái cảnh mà mấy anh em máy cắt bây giờ đang ngồi để mà đang ngồi để mà lên bờ luôn rồi, chứ không còn gì nữa để mà giải cứu gì hết trơn ha. Đó thì sớm giờ có nghe mấy anh em nói là nói chung là lầy kinh khủng luôn, hai chiếc quằn bây giờ là nói chung là không thể nào mà lên được các bạn. Bây giờ phải cầu cứu tới chiếc xe cuốc ha thì mới có thể lên được. Đó thì sau một hồi chờ đợi thì mấy anh cũng chuẩn bị đề ba lên để dịch nè, đem hai cái cầu để cho nó đỡ lúng ha, bắt hai cái cầu dưới bánh của chiếc máy cắt Kubota DC105. Có chiếc này là mắc lầy nó thảm nhất nè, tới luôn. Với cái này cắt đắt lung đó nha các bạn, cho nên nó rất là dễ lúng, đất này đất than bùn hơn. Thế bây giờ thì chiếc xe cuốc chuẩn bị nâng cái gào đưa cái dĩ vô trong nha các bạn. Đó. Để cho nó giảm cái lúng lầy ha. Khiên hết nổi rồi. Máy mắc lầy thế này thì rất là cực nha. Thì anh em đi máy cắt mà gặp cảnh này thì thôi rồi, đó là giờ này thì cũng còn sớm xíu nó mũi tới, nước này nó thúi thúi còn dữ nữa nè các bạn. Ý là DC105 mà còn bị lầy nữa, nói chi là mấy chiếc nhỏ nhỏ thì còn cỡ nào nữa, còn rất là khó ha. Chiếc này cũng hạng dạng là máy mạnh rồi đó nha. Đó, bây giờ đưa hai cái dĩ vô. À, bây giờ thì chiếc xe máy cắt của chúng ta đã được đề máy lên, phụ máy rồi đó. Rồi xe cuốc sẽ la dắt đi, vòng đi rồi. Đó, anh kia anh bỏ gào rồi đó. Ôi, lần này xịt nước xịt nôi tùm lum hết trơn nè. Phụ dữ lắm rồi, không đi luôn rồi. Tình hình này quá, đây nước cái dằng dữ vậy ta. Cái ông xe cuốc cũng hỏng giò luôn rồi. Đó. Để cuốc chuẩn bị bư quạo ở phía trước nha. Ở phía sau này làm như là cái máy dính sình luôn hay sao á, cái cánh quạt á, cho nên nó mới văng sình bùng lên cái chỗ này nè, chỗ cửa sổ tình yêu này. Đó, bắt đầu thì các bạn hãy cùng xem mấy anh sẽ làm gì tiếp theo đây. Khoa này phải nói là vất vả lắm nha. Bây giờ anh sẽ lấy cái gào ra để làm gì đây nữa nè, chắc là bư cái gì ta quên mất tiêu rồi. Rồi cái gì chút anh bư nè, cái miếng dĩ, trời ơi một tiếng hồ mới nhớ. Đó, bư miếng dĩ lên nè các bạn, bư miếng dĩ đi để cho nó giảm cái sức nặng. Mấy anh khiêng vô khiêng ra sao rồi, chắc khiêng ra rồi. Rồi bắt đầu thì xe cuốc chuẩn bị quậy đầu, phải nói là cực khổ luôn, ghê không? Đó, bắt đầu anh kia chuẩn bị xích rồi đó. Trời ơi nước ở đây nó bắn rồi nè má ơi. Rồi bây giờ thì cái xe cuốc la dắt đi ha. Trời ơi sao xe cuốc này mắc lầy nữa, quá quải vậy ta. Rồi nè, cái nước nó xịn văng lên nè, quá thứ rồi. Khoa này là phải nói là đắm đuối nhất đây. Rồi cái xe cuốc sao nó tới đó luôn rồi, tới nách luôn rồi. Đó, bây giờ hai xe không biết làm sao đây, đừng nói hỏi với xe cuốc nó chèn ơi, đuối lắm nha. Đất cái này nó làm như là bị hâm ngày mưa gió này các bạn, cho nên là nó bị lúng đó. Rồi anh này thì anh có máy cắt thì hết đông đưa động đậy gì luôn rồi. Giờ sau đây cả hai xe nhìn nhau luôn rồi. Rồi cái mùa này phải nói đuối ghê nha. Giờ sao để coi coi nha.
Thì bây giờ thì mấy anh chắc có thể là nối dây xích cho nó dài rồi nha các bạn. Có thể nếu mà gượng gượng hồi là có thể là nguy cơ là sẽ cuốc sẽ mắc lầy, cho nên là mấy anh sẽ nối xích dài ra. Bây giờ thì mấy anh tiếp tục nối cũng xích cho nó dài ra ha. Còn phía đằng chiếc máy kéo thì chuẩn bị đem cây cầu để lót cho cái xe cuốc. Quá là vất vả nha, phải nói là đấm đuối luôn nha các bạn, chứ không còn gì để nối luôn. Đó, bây giờ nối còn cái xích ra dài chắc khoảng 40 mét nè, từ cái xe máy cắt. Trời, anh nào nó lúng tới nắp tới trơn à, tới háng lại lại kinh khủng khiếp à. Đó, anh đằng kia sụp cái tới nắp luôn kìa, vất vả chưa. Đó, bây giờ mấy anh tập trung để nối xích ra cho dài. Đây bây giờ thì chiếc xe cuốc sợ mắc lầy cho nên lót vô hai cái cầu hai bên bánh ha, để không thôi là xíu nữa là nguy hiểm nha các bạn. Đây các bạn thấy không, cái nghề đi biển hay cái nghề máy cắt hay cái nghề gì cũng vậy, đó là cực khổ. Giờ này cũng khoảng là 5:30 rồi, xíu đây nữa thì mặt trời sụp xuống còn khổ nữa, lớp vừa mũi lớp vừa không thấy đường nữa. Bây giờ thì tiếp tục nha các bạn, sẽ cuốc sẽ gịch máy cắt nha. Quá xa, khoảng cách quá xa. Đó, bây giờ thì tiếp tục nha các bạn. Đó, chiếc xe cuốc đang lôi lên này, bưng lên rồi đó, bưng cái máy cắt này, không biết máy cắt sao đây. Quá trời nước rồi. Trời ơi, anh mới cắt anh xe cuốc đó, đó nhất nhất rồi đó. Anh này đứng dòm luôn chứ sao giờ. Đẩy hả? À, không nhất nhất cũng tự vương. Đó, bây giờ xe cuốc thì đang bường rộng lên. Vừa bò vừa bưng chỗ này nè. Còn mấy anh này lội lại tiếp đẩy. Mà này phải nói là mệt nhọc mà nước nôi. Rồi vô luôn, đẩy luôn. Quá trời xình ở trên nó bắn nè. Dữ lắm rồi. Nước xì xì luôn rồi. Tiếp vô. Ôi ôi luôn kìa. Cánh quạt nó bị ướt nước đó các bạn, cho nên nó quạt lên nè. Ôi dữ lắm rồi. Vẫn chưa thấy lên luôn. Anh xe cuốc thì anh cũng đang tiếp tục là quào lên nè. Rồi vô. Rồi hết ga luôn, đúng rồi. Trời đuối rồi, trời má ơi. Cũng lên luôn rồi. Đi được đây cho mọi người xem nè. Đây bây giờ mấy anh tiếp tục nha các bạn. Rồi bây giờ mấy anh đã bường hết cách rồi mà không lên nha các bạn. Bây giờ thì sẽ tìm cách để mà lôi chiếc này. Chiếc đó bây giờ chắc giờ này cũng rất là tối rồi, nên tìm cách là lôi chiếc này nè. Chiếc này giờ lúng một cái là còn dữ hơn chiếc kia nữa nha. Sụp mương nè. Giờ mấy anh phải giác xích đồ lại để chuẩn bị lôi chiếc này lên. Hy vọng là sẽ lên ha. Thì bây giờ thì mấy anh sẽ chuẩn bị kéo chiếc này ha, còn chiếc kia thì bỏ đằng kia rồi các bạn. Thì không biết sao đây, giờ này tối rồi, hy vọng là chiếc này sẽ lên. Bây giờ xe cuốc sẽ bị vô đó, trời ơi nước nó bắn rồi đó ơi. Bắt đầu dây xích sẽ được lôi đi, quên xe cuốc lôi đi. Xe cuốc lôi đi cũng vất vả luôn.
bóp tới đích luôn rồi. Hôm nay thì mấy anh cũng hỗ trợ tiếp đẩy. Chặt cần qua để coi có di chuyển không anh. Anh xe cút anh kéo ngang mà. Chắc hai chiếc xe này nằm lại trên này quá. Bây giờ anh xe cốt tập trung vào vị trí rồi đó. Đằng kia em đang bư đằng kia rồi. Xe cứu cũng bất lực ngồi nhìn luôn rồi các bạn. Bây giờ không thể nào mà kéo lên được rồi. Thì mình quay phim giống như nó không có cái kết gì. Bây giờ thì mặt trời nó xuống tối rồi, cho nên mình không thể tiếp tục quay cho mọi người xem được. Tắt thấy đường rồi. Đây còn một cây một chiếc nữa nè. Không biết phải làm sao luôn, đắt quá luôn. Ta không mua làm nữa. Thứ hai nữa là trời đã tối rồi, cho nên mình không thể nào mà quay gửi đến cho mọi người xem được. Các bạn hãy thông cảm nha.